thành cãi nhau. Và chúng ta đến với trận đấu lại. Lại quân, lại quân. À, nhầm xin các bạn, gian đầm lại. Gian đầm lại. Bên phía đối bạn tôi thấy có ekip với cái gì đó. Bên mình là Cho Son và Zoman. Vâng, bài Zoman ChipBoy mở mắt ra gần đủ đồ. Và mình cũng đã thông báo cho G Quẩy tổng kết lại, tổng kết cung chém cái trận 1 rồi. Đội bạn là ekip AC với mình Cho Son Zoman. Vâng, ở bên này thì vâng mình phân quyền user cho mỗi một cái máy. Nghĩa là trong cái quyền admin thì sẽ phải có mật khẩu, và mật khẩu là mật khẩu giữ kín và không cho bất cứ ai biết, kể cả là các kỹ thuật viên của các bên. Khi mà đến quay kèo sẽ chỉ truy cập được vào quyền user thôi, mà user thì cấm tất. Ngoài cái empires.exe ra thì không mở được bất cứ một cái chương trình nào khác ở trong máy cả. Và cài thêm những cái phần mềm cấm chèn file, cấm cóp file rồi các kiểu con đà điểu, và thêm cả cái đóng băng nữa. Ít nhất là 3 lớp khóa. Sẽ không có bất cứ một con ruồi con muỗi nào bay được vào cái ổ này cả. Lỗi bất xuất và ngoại bất nhập. Đó lý do vì sao mà bây giờ gặp lỗi thì không thể xử lý luôn. Đúng là có cái hại. Vâng, cho dù cắm USB vào máy cũng không thể nào cóp được bất cứ một cái file gì vào trong máy cả. Chặn hết. Vâng, như vậy là đây là nhà Egypt màu 1 của game thủ Gani, bãi quả không thèm ăn hết, co dân về bãi quả rất gần với nhà chính. Nhiều khả năng còn đây lại quả đầu Egypt đánh chém khung nhà. ChipBoy muốn công cái gì đây không? Như vậy là không biết là ChipBoy đang muốn công cái gì đây. Vâng, đóng L2, lực ChipBoy siêu khỏe. Và này tôi nghĩ có lẽ phải lên bánh xe sớm và sử dụng đến những con sọc đơn. Nâng bánh xe luôn được không? Chưa vội lắm. Hai cái E kia đóng đi, đỡ phí. Vâng, vẫn còn quả phụ khiếp bài Egypt của Hùng nhỏ siêu giàu. Khiếp bài siêu giàu với Egypt ánh 2 nhà L. Đây lại còn là những con lạc đà nữa. Những con ngựa chém sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Và vẫn ngớ ông còn thủ cả. Ông còn thủ cả P ở trong nơi tím. Vâng, trở lại với lớp 1. Làm gì? Làm gì AC không? 25. Công cái gì đây? Công một nhà A. Vâng, nhưng Gunny tạt sang bên này rồi. Không đóng được K. Khoai, tỷ số là 1-0 trận đấu đầu tiên. Dành cho cặp đôi Gunny và Tí. Vâng, quân bài như này là cực khó dành cho bên mình. 3 voi 2 quả phụ. Lỡ ngớ quả đầu quả đôi. Hiệp bài Gani siêu siêu khỏe. Vâng, đang quân bài thế tươi thì sau cái tơn F3 bị đít phát thì vâng quay đổi thế trận luôn. Đang thắng thành thua rất đen dành cho cặp đôi game TV, và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai.